Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mẫu Nhà Đẹp. Xin chúc các bạn xem video vui vẻ. Và hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một cái mẫu nhà 2 tầng, 2 tầng rưỡi. Công trình này thì mình đang lên concept ý tưởng và cũng gần chốt phương án rồi. Thì mẫu nhà này là của bác Hưng, bác Bắc Vinh. Hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn và hôm nay mình đã điều chỉnh lại cái phương án và bác cũng muốn thêm một phòng thờ nữa. Trước thì mình làm 2 tầng rưỡi thôi, hôm nay nói như gần 3 tầng rồi. Đấy thì cái công năng của nhà này thì là gồm có 4 phòng ngủ bạn nhé, phòng thờ, phòng khách riêng. Thì cái mẫu nhà này thì cái kích thước nhà nó cũng khá là phức tạp, nó ở trong ngõ và xung quanh thì có công trình khác họ đã làm rồi và nhà nó sẽ zigzag và nó sẽ lọt thỏm bên trong này. Phía ngoài thì là rộng 3,5 m, phía trong sâu bên trong là 7 m các bạn nhé. Thì phía ngách này có một khe hở nữa, thì cái khe hở này mình sẽ tận dụng nó là để giếng trời cho cái phòng bên phía bên này, và khu bên này mình sẽ mở một cái giếng trời nữa để cho ánh sáng và gió để sẽ lưu thông cho tất cả ngôi nhà này. Đấy, thì để đảm bảo tất cả ngôi nhà các phòng đều được có ánh sáng và thông gió. Đấy, cái điều đó rất là quan trọng. Ngoài ra thì là cái giếng trời mình đã thiết kế một cái giếng trời để nó đảm bảo là được đưa, nó sẽ thông thoáng cho cả nhà. Giếng trời vị trí này cầu thang luôn. Đấy, thì cái mặt tiền của nhà này thì mình đã điều chỉnh lại, nó thì là mình sẽ là theo phong cách là mái Thái theo tân cổ các bạn nhé. Đấy, thì có tầng 2 này thì là mình sẽ bố trí ở cây, trồng cây ở xung quanh cái khu sảnh tầng 2 này. Đấy, trước này nó có một phòng ngủ master, phòng ngủ chính. Đấy, thì trước này mình sẽ làm một cái mái Thái hiên để đỡ cái che cho cái sảnh này. Đấy, thì chỗ này mình sẽ ngồi đây và thư giãn ở đây, trồng cây hoa trong khu vực này. Đó. Ở trên này thì là mình bố trí cái phòng thờ ở trên này. Đấy, phòng thờ này thì mình sẽ bố trí 2 cửa sổ để nó sẽ thông thoáng cho cái phòng này. Phía trên mái thì mình bố trí luôn két tét nước và hệ năng lượng mặt trời để nó bố trí trên mái này luôn. Phía sau nhà thì mình bố trí khu giặt, khu phơi đồ. Đấy, thì rất là tiện. Ở phía trước thì mình nhìn nó sẽ là mặt tiền của nhà, và phía sau là công trình phụ trợ rất là kín đáo không nhìn thấy được. Đó, như các bạn nhìn thấy. Đó. Vì nếu như các bạn mà cần lên ý tưởng 3D thì cứ liên hệ với mình sẽ giúp các bạn lên cái phối cảnh 3D tổng quan ngôi nhà của các bạn để giúp các bạn hình dung được ngôi nhà của mình trước khi thi công nó như thế nào. Và mình sẽ cho các bạn xem công năng sử dụng của trong này. Thì trong ngôi nhà này công năng sử dụng có như sau: phòng khách, phòng bếp liên thông phòng ăn luôn, khu cầu thang nó sẽ lên tầng trên, phòng ngủ một phòng ngủ nhỏ dưới này cho ông bà phía này. Đó, khu bếp này bố trí rất là hợp lý. Tiếp theo lên tầng trên thì các bạn thấy là tầng 2 đây thì mình bố trí phòng ngủ đây, phòng ngủ master đây, 2 phòng ngủ của 2 người con và khu vệ sinh chung cho 2 phòng ngủ này. Phòng ngủ mà lớn bố mẹ thì có vệ sinh riêng. Phòng ngủ này thì phòng ngủ bố mẹ thì có một phòng có khu ra ngoài ban công để chúng ta có thể ngồi ngoài này thư giãn mát. Lên tầng 3 thì chúng ta bố trí một cái phòng thờ các bạn nhé, bố trí một cái phòng thờ ở đây. Đó, phòng thờ ở đây thì có cửa sổ mặt dưới này. Ngoài ra thì chỗ này mình bố trí khu giặt và khu sân nước và máy giặt ở trong này luôn. Ngoài ra thì đứng ở đây ngoài khu ngoài này là khu sân phơi. Đó, cầu thang lên vị trí này là dừng rồi. Đó, đây là tổng quan của cái bố trí của công năng nội thất của nhà này. Đấy, thì nhìn lên trên mái thì là hệ thống cấp nước mình đã bố trí đầy đủ hết. Đó, rất là tiện trong quá trình sử dụng sinh hoạt. Nhiều các bạn mô hình nhà nhưng không đưa cái chức năng tét nước và cái năng lượng mặt trời vào thì để nó đỡ bị là khó bố trí và nó nhìn nhà đẹp hơn, nhưng thực ra là mình bố trí nó công năng nó phải đầy đủ tất cả, và khi lên mô hình trong máy như thế nào thì ra ngoài nó sẽ là như vậy, chứ không có chuyện giấu là cái tét nước đi mà không thể hiện.
nó phải thể hiện ra và mình sẽ bố trí luôn, nó sẽ là rất là hợp lý luôn ngay từ đầu, ngay từ khâu thiết kế, chứ không nói chuyện là giấu đi để cho ngôi nhà tổng quan nó nhìn nó đẹp. Đấy thì công trình của mình ở trong máy như thế nào thì nó ra ngoài nó là như vậy, nên là các bạn có thể là nhìn một cách rất là tổng quan. Đó. Thì rất mong là các bạn ủng hộ mình một cách là nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mọi người cùng biết tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.